Con biết năm điều giới cấm của Phật tử quy y Phật là không được nói dối, nhưng con đang công tác khó khăn về thời gian nên có lúc con cũng phải nói khác đi tí để có thời gian đi về chùa tụng kinh. Con làm như vậy có sao không ạ? Con bạch thầy chỉ bảo cho con ạ, con xin cảm ơn ạ. Đức Phật nói cũng có gì, cũng có những lời nói dối đáng yêu, không có tội tình gì, nhưng mà gì, đại đa số những lời nói dối là có tội, nhưng Đức Phật nói cũng có tội nói dối đáng yêu, không bị tội tình gì. Phật lấy một cái ví dụ, ở đời trước kiếp trước khi Ngài còn đang hành Bồ Tát Đạo thì có một ông thợ săn đem bắn một con nai. Con nai đó vì biết được ở trong rừng có một vị ẩn sĩ tu hành đạo đức rất là tốt, có thể cứu được nó. Và con nai khi bị trúng tên thì chạy đến chỗ vị đạo sĩ để cầu cứu, nằm quỳ phù phục dưới gần trước mắt vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ kia liền thì từ từ đi ra nổ cái mũi tên và lấy lá thuốc đắp vào cho con nai và bảo con nai chạy về phía đông. Vừa được một lát thì ông thợ săn hớt hải chạy đến và hỏi ông đạo sĩ rằng ông có thấy con nai của tôi gì chạy qua đây không? Cái vị đạo sĩ kia cứ giả vờ như là không nghe thấy, để cho vị đạo sĩ hỏi qua hỏi lại nhiều lần mới bảo là gì, hình như tôi thấy có thì phải. Vị đạo sĩ, vị thợ săn cái hỏi vị đạo sĩ là gì, vậy ông thấy con nai tôi nó chạy đi hướng nào? Thế vị đạo sĩ lại giả vờ là gì, thế con nai của ông nó có màu gì, màu trắng hay màu xanh, màu vàng hay màu đỏ, thì tôi mới biết chứ, bây giờ trong rừng này có rất nhiều con nai. Thế bảo là con nai của tôi là gì, là có màu vàng vàng, lông vàng vàng, có cái sừng như thế, thừng dài như thế, là thế có màu vàng. Thế là ông đạo sĩ lại hỏi là, thế con nai của ông có sừng không? Thế thợ săn kia bảo là con nai của tôi có sừng. Vì kia lại tìm cách để sừng nó gì, sừng dài sừng ngắn. Vì kia bảo sừng dài. Thì cái vị đạo sĩ là hỏi con nai là một sừng hay là hai sừng? Bảo con nai của tôi là hai sừng. Thế hỏi rồi đi hỏi. Thế mà con nai của ông ấy, thế thì nếu mà như thế, khi mà tôi đang ngồi thiền tôi mới mở mắt ra một cái, tôi thì thấy một cái bóng này giống như một con nai của ông diễn tả, màu vàng, có hai sừng. Thoáng một cái thôi, thế này nhảy thoát một cái vào gì, vào cái rừng phía bên, qua cái đường nhảy thoát một cái về, nó chạy vào phía rừng phía tây. Và cái vị đi săn, thợ săn kia là nghĩ là con nai đó là con nai của mình rồi, cho nên cứ thế đuổi theo gì sang phía tây, đuổi hoài chả thấy đâu. Kết cục là gì, kết quả là gì, con nai chạy về hướng đông, do lời nói dối đáng yêu của ông đạo sĩ cho nên cứu được cả con nai và cứu được cả gì, ông thợ săn kia khỏi phạm vào tội sát sinh vậy. Đó gọi là lời gì, lời nói dối đáng yêu ở trong nhà Phật, Đức Phật dẫn chứng ở trong kinh điển vậy. Chúng tôi nói là đấy là lời nói dối đáng yêu. Đây còn đây Phật tử chúng ta xem, nói là gì, thỉnh thoảng có thời gian đi công tác thì nói nhiều khó khăn về thời gian, cho nên cũng đôi khi phải nói lấy nhiều lý do này khác để đi vào chùa có thể tụng kinh, phải làm nói như vậy có nói dối không, tùy theo trường hợp nhé. Nếu hôm đó mà gì lãnh đạo mà phân cho chúng ta là gì, phải làm xong cái việc này để nộp báo cáo trong gì, trong ngay buổi chiều nay, mà chúng ta gì, chúng ta lại đúng ra chúng ta cố thêm một chút nữa làm cho xong, hôm nay không vào tụng kinh thì thôi, ngày mai đi tụng được hoặc ngày kia tụng được, hôm nay là buổi quan trọng của thủ trưởng, của sếp, của công ty hay là của gì, của cơ quan, chúng ta cố cho đến 5 giờ thì xong thôi, nhưng mà chúng ta làm đến 3 giờ 4 giờ chúng ta trốn mất khoảng 3 phút, chúng ta nói dối rằng thưa thủ trưởng, hôm nay thì bố của em ốm nặng, hay mẹ của em bị đi cấp cứu, hay là chồng của em gì, hay là vợ con của em gì bị tai nạn phải đi cấp cứu chẳng hạn, nói dối như thế để thế thương lòng mà gì, cho về, thế thương lòng mà cho về, nhưng thực tế không phải là về người nhà đi cấp cứu mà về gì, đi tụng kinh. Và để kết quả là gì, công việc không thành và xếp giao cho một người khác làm tiếp vào đó, thì họ làm không biết, không làm được, cho nên gì, kết quả là đến chiều tối không xong, không nộp được đúng giờ, và kết quả là cả cơ quan, cả công ty hoặc cả cơ quan thì bị cấp trên là khiển trách kỷ luật chẳng hạn, thậm chí nặng có thể cắt chức chẳng hạn. Nói dối như thế là gì, nói dối không đáng yêu. Còn công việc là gì, nó nhàn rồi, nó hết rồi, mà bây giờ việc nó mình làm xong hết rồi mà chưa đến 5 giờ, chưa đến giờ nghỉ, mới có 4 giờ thôi mà công việc làm xong, hôm đấy công việc không có cái gì nặng nề,
thì mình có thể gì nói sếp, nói dối sếp là sếp ơi cho em về sớm một tí, hôm nay nhà em có việc bận, việc đặc biệt. Thì được, cái trường hợp đó mình ở lại nó chẳng giải quyết cái gì nữa, thì mình về trước một tiếng mình đọc được kinh thì cũng cái đó rồi, có thể nói là nói dối đáng yêu.